ngôn kém duyên của biên tập viên Quốc Khánh về Taylor Swift ngay trên sóng truyền hình đã nhận về rất nhiều sự bức xúc từ cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sự thật thì nam MC lại không hề cố ý xúc phạm siêu sao quốc tế trong câu đầu của mình. Vừa qua, cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift đã bày tỏ sự phẫn nộ trước phát ngôn của MC Quốc Khánh về nữ ca sĩ này. Theo đó, nam MC đã có câu đùa gây tranh cãi như sau: "Rồi Taylor Swift sẽ cho anh này ra rìa sớm thôi, cứ xử gì mà cục cằn, mất hình ảnh thế, anh cần ngồi tĩnh lặng và nghe đi nghe lại bài Shape as Sao". Ngay lập tức, câu nói trên nhanh chóng được các fan của cô nàng trích dẫn, chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Sau đó, hàng loạt bình luận không ngừng chỉ trích cho rằng MC Quốc Khánh phát ngôn kém duyên và có ý mỉa mai chuyện tình cảm của Taylor Swift. Nhiều fan còn cho rằng phát ngôn này không phù hợp để lên sóng truyền hình, đặc biệt là trong thời điểm Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce vẫn đang bên nhau thắm thiết. Vì vậy, phát ngôn này của biên tập viên Quốc Khánh bị đánh giá vô duyên mà tưởng mình hài hước khi mang ý dự đoán không hay về cặp đôi vốn đang hạnh phúc. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới đây cho biết, phát ngôn của biên tập viên Quốc Khánh đang bị chỉ trích thời gian là sự hiểu nhầm, câu nói của anh đã bị kẻ xấu trích dẫn thiếu ý, không đầy đủ dẫn đến những suy luận hoàn toàn sai lệch trong cộng đồng fan Taylor Swift. Cụ thể, bản tin Giờ Vàng Thể Thao lên sóng tối 23 tháng 2 bàn luận về trận chung kết tranh siêu cúp và hành động của Travis Kelce với huấn luyện viên của mình. Nguyên văn lời bình được MC Quốc Khánh dẫn trên sóng truyền hình như sau: "Ở những nơi khán giả không quan tâm lắm đến bóng bầu dục thì đây là khoảnh khắc họ biết tới nhiều nhất về trận chung kết Super Bowl năm nay, thậm chí có lời xì xào rằng rồi Taylor Swift sẽ cho anh này ra rìa sớm thôi, cứ xử gì mà cục cằn mất hình ảnh thế. Anh cần ngồi tĩnh lặng và nghe đi nghe lại bài Shape and Sound nhiều lần. Dưới góc độ thể thao, đây có vẻ không phải là chuyện gì to tát, đặc biệt là khi đội nhà sau đó vẫn thắng trận". Trước đó, trong trận chung kết tranh siêu cúp, Travis Kelce đã có hành động tỏ ra giận dữ và la hét về huấn luyện viên của mình. Khoảnh khắc này được truyền đi trực tiếp tới khoảng 120 triệu khán giả theo dõi. Nhiều người đặt câu hỏi về cách hành xử của Travis Kelce bên cạnh những bình luận bênh vực, cho rằng chuyện cầu thủ giận dữ về huấn luyện viên là điều bình thường trong giới thể thao. Bên cạnh đó, vẫn có số ít khán giả phàn nàn và không chấp nhận hành vi thiếu chuyên nghiệp của Travis Kelce. Về phía huấn luyện viên Andy Ray, ông đã có câu trả lời khá khéo léo khi được hỏi về hành xử của học trò trong trận chung kết. "Tôi thích sự kịch tính ở Kelce, anh ấy là một cầu thủ tỏa ra năng lượng. Kelce là người nóng tính, khi ra sân, anh ấy có thể làm nên một vài điều khá điên rồ. Anh ấy từng là một thách thức với tôi, nhưng anh ấy đã trưởng thành hơn qua thời gian như chúng ta đều biết", huấn luyện viên Andy Ray nói. Taylor Swift và Travis Kelce vướng tin đồn hẹn hò sau khi nữ ca sĩ liên tục bị truyền thông ghi lại cảnh đến xem Kansas City Chiefs thi đấu. Giọng ca Cardigan sau đó thường xuyên xuất hiện cùng gia đình bạn trai đến sân bóng cổ vũ, thậm chí hôn môi nửa kia sau khi trận đấu kết thúc. Theo các chuyên gia, Taylor Swift còn giúp đội Kansas City Chiefs nâng tầm cáo mới, mang lại cho đội bóng lợi nhuận đến 331,5 triệu USD.